như tôi đang ở trận địa thì tôi mới nói là nó chết mất rồi, thương nó quá không lấy được nó. Xin kính chào quý vị và các bạn. Theo bước chân người chiến sĩ, chúng ta sẽ tiếp tục mạch truyện của những chiến sĩ tiểu đoàn 5 kiên cường trên đất Lào Cai. Tôi xin trân trọng giới thiệu một cựu chiến binh, anh Nguyễn Xuân Lừng. Và bây giờ là câu chuyện của cựu chiến binh Nguyễn Xuân Lừng. Xin mời anh. Vâng, thưa chị và toàn thể các bạn, tôi tên là Nguyễn Xuân Lừng. Tôi làm y tá của đại đội 3 tiểu đoàn 5 thị đội Lào Cai lúc bấy giờ. Khi chúng tôi ở đơn vị là thuộc C3, là nơi đầu sóng ngọn gió, nơi đầu tiên mà Trung Quốc tấn công. Hôm đấy tôi vẫn còn nhớ rõ là lúc Trung Quốc bắt đầu tấn công lên chúng tôi là 5 giờ 30 đến khoảng độ 6 giờ. Thì khi mà cái tiếng Trung Quốc có tiếng kèn đầu tiên khi rục quân thì lên, thì chúng tôi, cái trận địa chúng tôi nó vòng, nó như này, nó vòng vòng cua theo kiểu hình bán vần vành tròn. Thì bên tả này là bên của anh Yêu, anh Hoàng và Ngọc Yêu, bên này là anh Thành, cũng người Văn Yên. Thì lên đầu tiên là Trung Quốc lên phát thì nó ném lựu đạn phát thì anh Thành bị thương ở cái phần này. Đại đội trưởng Xuân thì bảo là Trung Quốc lên rồi, và anh Thay bảo có thương binh. Thế thì tôi là y tá mà, tôi mới chạy xuống cái thì xem đồng chí Thành bị này. Tôi bảo tôi xem cái xong này tôi lấy bông. Nó bây giờ nó hồi đấy nó không có như băng gâu đâu, hồi đấy là chỉ dùng bông xịt vào đây, xong một lúc là nó chỉ bị thương rất là nhẹ ngoài phần mềm thôi, để nó khô lại. Tôi bảo đồng chí vẫn chiến đấu được tốt. Thế tôi và anh Trần Thiên Thai, tức là đồng chí chính trị viên đại đội, đồng chí này là còn có một cái thành tích chiến đấu từ trong Nam, từ trong chiến trường với lại Campuchia, đồng chí dạy chúng tôi rất nhiều về các cái chiến đấu. Thế thì sau đó thì tôi quay về thì lúc được một lúc sau thì Trung Quốc nó lên rất là đông. Lên đông thì bắt đầu mới biết đồng chí Âu đang chiến đấu ở dưới cái khu vực là cái bên cái mép ngoài của cái sân bóng, khu vực mà cái gốc của cái bụi lứa đó. Đấy, thì một lúc đến hết một cái lúc sau nữa thì Trung Quốc không lên được nữa. Thì bởi vì là cái sức đề kháng của quân chúng ta đã chiến đấu rất là anh dũng, trong khi đó có cả đồng chí Yêu đấy, thì là địch đã bị đẩy lùi xuống. Thế khi tôi lại đi xuống thì lúc ấy là tôi xuống thì tay tôi cầm một khẩu súng cả, và tôi vẫn có băng đạn và cái hộp cứu thương tôi đeo ở bên phải này. Thế cái băng đạn của tôi đây, và tôi có lúc kia tôi có 4 quả lựu đạn. Đấy, 4 quả lựu đạn. Thì khi tôi mới đi xuống cái gốc cây sồi, đến xuống gốc cây sồi thì tôi mới vừa xuống cái thì thấy một thằng Trung Quốc nó nhảy lên như này. Tôi mà nó giáp mặt với nhau chỉ bằng khoảng độ 4 mét thôi, chưa đến 4 mét đâu. Cái lúc cái chỗ đấy chỉ không đến 4 mét, bởi vì khi chúng tôi đào hào là hất lên, mà hất lên thì nó có cái kiểu như là cái dốc ấy, thì nó chạy lên cái thì nó nhìn thấy tôi là nó chạy xuống. Nó chạy xuống thì tôi mới quay lại. Tôi quay lại tôi định quay về thì tôi nghĩ nào, tôi lại rút chốt lựu đạn ra tôi mới ném. Rút chốt lựu đạn ra thì tôi sẽ chẹt phát thì tôi mới ném xuống. Ném xuống xong tôi rút tiếp, tôi ném xuống, 2 tiếng nổ rất là to. Bởi vì mình ném chắc là nó chỉ gần ngay ấy. Bắt đầu thấy nó kêu, thấy Trung Quốc nó kêu rên lên. Ô, xong nó kêu to. Thế nó kêu như thế nhá. Không phải một người đâu, mà lúc cái cổ 2-3 tiếng ấy nó kêu. Thế xong tôi về, tôi lại quay lại. Tôi lại đi về, quay lại về hầm cứu thương. Tôi mới xách, tôi bảo đồng chí Huyến liên lạc tôi. Đi xuống đây. Thế tôi mới xách cái ngày xưa mà có cái AK, cái mà người ta để AK, cái nó gọi là cái nhựa, cái thùng nhựa mà để
súng AK. Sau khi chúng tôi lấy AK bỏ ra, xong tôi làm cái xô xách nước từ dưới chợ để lên chốt ấy, thì tôi mới cho lựu đạn. Mà lúc ấy là lựu đạn có hai loại, lựu đạn tấn công và lựu đạn phòng ngự. Thì cái lựu đạn nhỏ ngắn, cái chuôi ngắn nó như thế này này, chứ lựu đạn gang thì tôi mới đúc vào đấy là độ khoảng độ 7-8 quả. Tôi mới xách xuống đấy, xách xuống đấy thì vẫn thấy chưa thấy có gì cả, rất là im. Thằng Thành, ông đồng chí Thành thì đang bên này, đồng chí Yêu thì cũng là ở cái chỗ cái hầm của B1, mà ông Yêu này là A trưởng của A2, nhưng hầm B1, hầm đó là anh Dương Trung Kiên, người đại từ Bắc Thái, là chỉ là trung đội trưởng. Thì lúc đó anh cũng ở đấy, em mới bảo anh ơi, em đi xem ra một vòng xem có ai làm sao không. Thế đi ra đến đấy thì mình vẫn thấy nó xì xồ. Mình đến đấy bởi vì mình đã vừa gặp nó ở đấy thôi mà. Thế là ra là nó đang lên, nó đang bò lên. Khi nó bò lên rồi thì lúc ấy có quả nào là tôi tháo ra. Tôi đứng chỗ này ném một tí, tôi chạy sang chỗ này ném, tôi chạy vòng sang cái chỗ ông Thành này, tôi ném tiếp. Ném hết cái đấy thì tôi quay về thì là về cái tuyến hào bên trên như thế này này, tuyến hào bên trên ấy thì là tôi mới đứng ở đấy, thì đại đội trưởng ông Xuân cũng đứng ở đấy, tay đại đội trưởng cầm một khẩu súng K4 như này. Thế thì đi ra đi vào thì tôi quay lại hết cái chỗ cái hầm cây trọng thì gặp đồng chí, tức là đại chính viên đại đội là ông Trần Thế Tài. Ông bảo nên nhớ nhá, không được đứng ở đâu lâu, anh phải di chuyển như này để địch nó khi nó phát hiện ra mình là nó ngắm thì mình đã đi chỗ khác rồi, thì mình sẽ không bị bắn tỉa, mình sẽ không bị chết. Đấy là khi anh ấy truyền lại, từ nói lại cái cách đánh của chúng tôi. Thế thì thường là mình cứ lên này thì cái lúc mà nó vẫn đã buổi chiều, lúc đến như trưa rồi nha, trưa thì nó nghỉ. Bên Trung Quốc nó rất buồn cười, trưa nó nghỉ ấy, nghỉ trưa nó ngay đấy, thổi kèn nghỉ, thu quân nghỉ. Nghỉ xong chiều lại đánh tiếp, lại thổi kèn, nó cứ tá khuê, tức là nó cố tiến lên đấy, là thằng ấy. Nhưng khi mà cái nó bân lên đồi chè kia nhá, thực ra nói lúc đầu mình ném lựu đạn thôi, lúc sau thì mình đứng ở trên này thì bắt đầu anh Tuấn, gọi là anh Tuấn, Tuấn Lác ấy, thì cũng ra đấy cùng tôi, thì mình gầm cái khẩu súng như này, mình thấy một thằng nó bò lên ở cái mấy cái gốc chè đấy. Bắn một phát đầu tiên ấy, thấy nó cong mông này lên, mình lúc ấy nói thật là bắn thấy nó cong lên xong mình phải nhắm mắt, sợ quá, sợ nó chết. Mình thấy thương ấy, kiểu nó cong lên hai chân nó cứ đạp, thế mà chẳng biết tay làm sao vẫn cứ giật thêm cho bà viên nữa, thấy nó thẳng đừ ra. Thế là xong, một thằng khác chạy lên cầm cái thắt lưng này, nó ấy vào cái thắt lưng của nó ấy, luôn phát xuống, giật xuống. Thế xong nó nhảy lên thì kể cả lúc ấy thì kể anh Tuấn Lát, kể anh Huy bắn, thì nó mới chưa ngã thì đã có một người khác của nó lôi xuống rồi, bởi vì nó dùng số đông quá, nó lên như thế. Thế sau đó thì tôi mới quay lại, thì lúc buổi chiều bắt đầu sầm sầm tối rồi thì anh Kiên, anh Dương Trung Kiên, trung đội trưởng, anh không, nó liền đồng quá không biết làm nào nữa, thì anh ấy cầm kép khẩu RBD vào đây, anh nhảy lên trên có chừng mất đầu đấy. Vâng, không. Đứng lên là mất đầu ấy. Không, đang kể nhảy lên trên miệng hào, chạy trên cái sân vận động, sân bóng, mình kẹp này, nhìn thấy nó đổ Trung Quốc ấy, nhìn nó đổ hai thằng, ba thằng, 5-7 thằng xong này, anh bị bắn vào anh Kiên này, anh đừng mở ra đi chứ. Không mở. Anh Kiên này, anh ấy bị bắn vào cái đầu, tức là xương gãy cái xương hai cái xương đùi này. Thế anh ấy cũng nằm sát, cũng sát cái mép hào, thì anh em mấy lần ra lấy nhưng không lấy được, bởi vì khi nó chiếm được cái chỗ mở cái búi nứa của ông lúc ông Yêu ông ở đấy ấy, nó chiếm được cái búi nứa rồi thì nó lại lắp luôn một cái khẩu bắn tỉa. Cái thằng đấy nó bắn tỉa, thế là nó mới bắn tỉa ông Thanh cũng người Văn Yên ở chỗ nhà ông Yêu này, vừa ra đâu nó bắn một phát xuyên từ đây vào đến đây đấy, nó giữa rãnh não nhá. Thế tôi mới lôi ra, tôi băng bó, tôi đưa xong lại đến anh Kiên.
thì máu của anh Kiên khi đồng đội nó lôi được ra cái thì tôi ra kịp thời là máu của anh Kiên từ đây hết cái áo này của tôi xuống hết cái quần này để đưa được một bệnh nhân đưa được một thương binh về cái hầm của mình, đấy là rất là khó. Thế xuống đến hào tôi chỉ băng bó tạm qua rồi, thế xong đưa về hào mới băng lại, mới nẹp lúc ấy thì lại nẹp vào bởi vì thấy gãy lìa chân rồi thì nẹp vào. Thế và tiếp đó thì báo cáo ông chính trị viên là anh ạ, trường hợp này phải cho đi về tuyến sau ngay, không có thì là sẽ bị chết. Thì đại chính trị viên đại đội cho anh em cử anh em đưa khênh anh Kiên để về. Thế chúng tôi lại ra tiếp tục chiến đấu thì lúc đó là anh Thanh người con ông Tân Lập giám đốc của ngày xưa gọi là Mộc Đức ấy, cửa sở Mộc Yên Bái ấy, thì anh bị bắn, thằng Nguyên nó bắn xuyên đây hai viên xuống đây. Thế tôi lại ra khi anh em ấy tôi ôm này tôi kéo vào, thế là tôi bị lùi vào này và cứ kéo anh ấy về hầm cứu thương. Thì cái lúc ấy không kịp bằng nữa, bởi vì nó lên thì không bằng nữa, thế là cứ kéo đấy, kéo về nên máu nữa. Mà lúc anh chết rồi mà có băng cũng chẳng băng được nữa, nên tôi thôi kéo về để hầm. Đấy thì lúc ấy là anh Thanh nằm trong anh Thanh mà bị bắn vào đầu này thì nằm trong, còn anh Thanh chết hẳn thì tôi để ngoài cái hầm cứu thương của tôi ấy. Thì là sau này tôi anh Thanh cứ rên, xong anh cứ cắn cái tay này. Đấy. Thì tôi lại quay ra nữa thì đại đội trưởng đang đứng thì bảo đại đội trưởng đứng đâu ở đấy, thì thấy xoáng một phát thôi nhìn ra cái đầu này này, cái đầu này nó bay cái trên này thì còn mỗi cái hầm dưới thôi ngồi, còn cái mảnh sọ thì cái hào nó chả bên trên này nó chả là đồi không. Thế tôi ra thì mới thấy nó có một cái mảnh sọ chỗ này, thế còn khẩu súng thì không thấy đâu. Mình bảo mình tìm khẩu súng này để cầm về để nếu mà chiến đấu mình dắt ra túi để chiến đấu, nhưng mà tìm không thấy khẩu súng lục cái đâu cả, khẩu súng ngắn đâu, K54 đâu cả. Thế là thôi cũng lôi anh về thì báo cáo với anh Thai. Anh Thai bảo thôi chôn, giờ chôn. Thế là đem anh Thanh anh Xuân đại đội trưởng ấy chôn, thì tôi lấy luôn cái tăng võng của tôi bó mỗi anh vào một hình, bảo anh Trường, anh Mai Văn Tói này là mới lại lúc ấy còn cả anh Tuấn Lan đó, đưa xuống dưới nhà bếp ấy, lúc ấy đưa xuống nhà bếp đào đây, chúng mày xuống đào tí ra xuống tao kiểm tra. Thế xuống đào mới đào được có đến này thôi, không đào nữa bởi vì là nó cũng vội. Thế là cho hai người chôn vào đấy, thế mới lấp vào đấy xong tôi bảo thằng ấy mày nhớ nhá, mày lấy cho tao cái cổ đá to mày đậy vào đấy cho tao để nếu mà mình quay lại mình còn biết không, người khác người ta còn tìm thấy ở đấy. Thế là chúng tôi quay lên thì hết cái kiểu lúc ấy tầm 5 giờ là Trung Quốc lại thổi còi cái là nó không chiến đấu nữa, nó không chiến đấu nữa đâu, nó nghỉ. À, nó lại thế cơ. Thế thì cả một cái đêm hôm ấy thì chúng tôi là cứ trần, cứ thức và cứ ấy thôi để xem nó có lên không, nhưng nó không lên. Đấy, cả một cái đêm nó không lên thì lúc ấy thì tôi lại hầu như là lúc đồng chí đại đội trưởng mất ấy thì anh Châu anh mới lên, thì đồng chí Thai thì đồng chí cũng mãi là lo cái B3, lo về ấy, về đi với anh em động viên anh em. Thì tôi lại lúc ấy tôi bảo thằng lúc kia là anh nuôi thuộc là vẫn A của tôi, mà tôi mới bảo anh Hùng mới anh Mai Văn Tói mày xuống dưới kia mày xem còn cái gì nấu được mày nấu đi. Thế là nấu để lại nói tiếp là trước khi mà Trung Quốc nó thổi kèn thu quân để nó không đánh nữa thì cái lúc cây chỗ mà cái lúc nãy tôi vừa nói chuyện đến cái gốc của cái cây bụi nứa ấy, mà có thằng Trung Quốc nó bắn tỉa, thì lúc đó là anh Châu đấy là lúc ấy anh ấy là đại đội phó, anh ấy cầm cái khẩu B40, anh ấy chúng nó mấy người anh em bọn tôi mới bảo nó ở đấy nó bắn ra, thì anh Châu bảo thôi được rồi mày yên tâm. Thế là anh Châu anh lắp một quả B40 anh bắn một phát vào đấy thì cũng chưa thấy gì gọi là nổ ở chỗ khói lên chưa gì, xong anh lắp tiếp anh lại bắn tiếp phát thôi, thấy coi như là cả một cái khẩu súng cũng bay hẳn lên như thế này thôi. Thì mình bảo thôi thằng ấy thì chết rồi, mà chết cũng đáng, mày bắn quần của tao chết mẹ mất hai người đó. Thế là
mình nghĩ bụng thế nghĩ thế, thế xong là một lúc sau thì là đến giờ mà tầm tầm tối là như 5 giờ là Trung Quốc nó thổi còi thu quân đấy thì là và tiếp đến tối hôm thì không có gì, đến sáng hôm sau thì cũng là 5:30 đấy, đến 6 giờ nó lại thổi còi, nó lên lần này nó lên là không như hình như là nó có quyết tâm lên để nó chiếm được được chốt thì y như rằng nó lên và nó chiếm được hết toàn bộ cái chốt, cái phần hết phần sân bóng. Hôm qua nó mới chiếm được cái phần của cái gốc của cái từ cái cây cái búi nữa và đến cái chỗ cây sồi to thôi, còn hôm sáng sau nữa nó tiến một phát nữa nó lên được hết là nó thu sân bóng, thì chúng tôi chỉ còn mỗi cái phần chót ở bên trên này nữa thôi và chiến đấu cùng nhau chiến đấu bảo vệ đến tận tối hôm đó thì trước khi mà chúng tôi được rút ấy thì tôi vẫn còn một cái thương binh là anh Thanh, anh bị bắn vào đây thì anh vẫn chưa chết thì mình không dám ấy gì cả, mình vẫn phải lo. Thế thì báo cáo anh Thái thì anh Thái bảo thôi được rồi, sáng ngày ra thì bây giờ chúng mày chưa ấy được, vẫn phải chiến đấu, đến cũng lại chiến đấu cũng cầm cự như vậy. Nhưng mà hôm sau thì nói chung là anh em chúng ta chiến đấu là rất là anh dũng, Trung Quốc cũng chết nhiều, tôi không muốn nhắc đến những cái đó nữa. Và tôi kể tiếp đến cái đoạn là đến buổi chiều hôm sau Trung Quốc nó bắt đầu nó gần như chiếm được hết cái trận địa của chúng tôi thì là cũng tầm tối như này thì anh Châu bảo thôi bây giờ thủ trưởng Thai ở lại đây một tí thì còn ông Lừng, ông Tuấn, ông Trừng, ông Tuấn nữa, tức là ông Tuấn người Lục Yên ấy, đưa cái ông Thanh này về. Thì lúc ấy thì tôi lại có bé bé thôi, nhưng mà tôi lại là mình nghĩ mình là y tá thì mình phải cõng bệnh nhân, cõng thương binh, nghĩa là mình mới cõng. Thì có mấy ông đi theo sau thì xách súng đi theo sau thì xuống theo cái đường xuống cái trại giam của công an tỉnh chỗ K30 vào ấy, xong đi ra đến đường sắt thì ra đường sắt lại thấy Trung Quốc ở đấy rồi. Thế bọn tôi thấy nó chỉ số như buổi tối là nó không đánh nhau đâu. Thế chúng tôi lại quay lại đi và đi về tiểu đoàn. Thì giao cái xuống đến chỗ soi 10 này thì giao cái đồng chí Thanh này cho dân quân người ta tải thương ấy. Thì chúng tôi mới quay lại đang định quay lại đến qua cái ấy thì gặp thủ trưởng Minh, là cái ông Minh là chính trị viên phó. Thế ông Giản là chính trị viên, ông bảo thôi là tất cả tiểu đoàn rút hết rồi và anh em mình rút thôi. Thế là hỏi thế bên kia thì chỗ anh Thai mà anh Châu đã được lệnh chưa, thì thấy nói là được lệnh rồi, nhưng mà sau này về thì mới biết là bên chỗ chúng tôi là mất liên lạc, bởi vì anh Hùng Miêu là lúc đó anh Hùng Miêu là anh là máy 2W mà anh cũng rút rồi. Thế cho nên là chúng tôi anh đến cũng tối hôm ý, nhưng tối hẳn ấy thì anh Huế liên lạc này, anh Thai này, anh Châu là rút sau cùng, là để ông Thủy, đồng chí Đỗ Thủy này cũng sau mới rút. Đồng chí Đỗ Thủy là sau cùng ấy, đồng chí còn ở lại không biết là ấy nào. Còn đồng chí thi Toản ấy thì là cũng ở lại, như chiến đấu thì đồng chí cũng là bị cuối cùng bị nó bắn chết ngay từ khi mà cái lúc mà chập tối ấy, thì lúc ấy tôi cũng không biết được là khi nó ấy rồi thì là tôi không lấy được nữa, nhưng mà tôi biết là chết ở cái chỗ đấy và không lên lấy được. Thế thì tất cả chúng tôi là chết từ đầu đến cuối. Giờ thì ngày mai nếu mà đi được đến nơi tôi sẽ chỉ cho từng người chết một. Chúng ta sẽ có 7 vị trí ở đấy. Tôi là người đồng, không phải nói là đến nhìn thấy tận mắt các đồng đội mình chết, nhưng không vào được, nó lên nó ở bên kia nó bắn như thế, mình bỏ làm sao mà lấy được, thôi phải ngậm ngùi bỏ lại đồng đội. Sau đó khi một tháng thì Trung Quốc rút ấy thì chúng tôi lên thì một số như đồng chí Hóa là bị lấp, chỉ còn mỗi cái đầu gối này lên thôi, thở mỗi đầu gối. Đồng chí Thi thì rồi nó ở đây và chúng tôi mới bảo nhau là thôi, tôi mới bảo đồng chí Sai, Hoàng Văn Sai, người của ngoài A Văn Yên ấy, rồi thôi giờ mày như này, anh em mình bốc bốc, nhưng mà tôi còn chỉ bảo là không được bỏ sót một cái gì nhá,
nhớ đấy, một cái tay ấy, tôi còn trêu rồi, nếu mà mày bỏ sót tối nó về nó đòi mày chết. Thế là mình cũng vừa đùa vừa dọa nó thật, nhưng mà thế là anh em bọn tôi đem về mới đem xuống cái bãi ấy của cuối của ga mình đây này, ga phố mới này, cái bãi ruộng mạ chúng tôi chôn tạm thời ở đấy. Thế là đem hết về đấy chôn tạm thời đấy, sau này là tỉnh Lào Cai mới đem đi đây và gia đình người ta lên người ta lấy đi thì như nào thì tôi sau này tôi không biết nữa. Thế còn từ đầu đến cuối và những đồng chí nào chết đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in, mặc dù là bây giờ có nhiều sự thay đổi, bởi vì sau khi chúng tôi không chốt được cái chốt 206 đến 207 nữa thì chúng tôi lại chuyển sang khu vực chốt ở bên ngã ba Bản Việt chỗ cầu Sọc bây giờ ấy. Thì cái khu này thuộc cái tiểu đoàn 7 của trung đoàn 124, người ta trấn giữ và người ta cũng đào hào lại và người ta cũng sửa chữa, cho nên là bây giờ nó cũng có nhiều những cái thay đổi. Nhưng tôi tin chắc rằng ngày mai khi lên đến nơi mà chúng ta ngày mai đi thăm lại chiến trường xưa, tôi sẽ chỉ được cho các anh chị và mọi người thấy được từng nơi mà đồng đội tôi đã nằm xuống. Nói thật, đến giờ phút này nhiều lúc tôi vừa rồi về nhà đồng chí Hóa, anh em tôi tổ chức về nhà đồng chí Hóa, tức là đồng chí vừa làm quản lý của đơn vị, tôi làm y tá, đồng chí làm quản lý. Đồng chí chết đầu tiên nhất, là người đầu tiên chết sau khi vụ mà ông Thành bị thương, là đồng chí bị chết đầu tiên nhất. Đồng chí lúc ấy đồng chí bảo với tôi là sinh năm 54, nhưng mà trong hồ sơ là sinh năm 56. Thế thực ra thì anh em vừa làm y tá mới hàng ngày giao ban với ban liên lạc với nhau. Thì tôi cũng xin kể đến đây là hết. Thế không muốn kể các cái trận sau nữa, bởi vì là anh em đã kể rồi. Góp ý với đồng chí Lừng là đồng đội mình là hy sinh, chứ không phải chết. Vâng, đồng đội hy sinh, nhưng mà lúc đấy thì thực ra nói bây giờ, đến bây giờ mình vẫn ngậm ngùi mà. Mình nói là nó chết mất rồi, thương nó lắm. Thật sự đấy, có chiến đấu, có gặp, có thực tế chiến đấu mới thấy được cái ngậm ngùi của nó. Tôi nói nhá, hai ngày ba đêm chúng tôi chỉ có một nắm cơm và một quả trứng. Bởi lúc cái bảo hùng bây giờ nó vẫn sống, nó nhà nó ở Văn Yên, mày sống lên đấy, bây giờ mày đem lên đây. Hiện tượng nắm này về chi, lúc ấy làm gì có cái gì đâu, nắm này tay tôi vẫn cầm, tay máu này nhưng vẫn cầm, vẫn phải ăn, bởi vì đói thì phải ăn. Lúc chiến đấu có nghĩ gì chuyện ăn uống đâu, nhưng ngày hôm trước rồi, ngày hôm sau phải ăn chứ. Đấy thì là không có cái gì khác, chỉ có một tí cơm nắm vào để anh em ăn thế thôi. Thế là chia mỗi đứa một, nó sạch một cái xô đi, cứ phát mỗi ông một quả trứng và một nắm cơm, mà còn không có muối, bởi lúc nó có sắm được muối đâu, bởi lúc nó vội. Trong chiến đấu cái gì cũng khó, cái gì cũng thiếu thốn, cái gì cũng là không phải lúc nào cũng sẵn được. Cho nên là đến giờ phút này nói thật lại với chị là đúng là hy sinh vì Tổ quốc thật, nhưng mà như tôi đang ở trận địa thì tôi mới nói là nó chết nó rồi, thương nó quá, không lấy được nó. Đấy. Sau khi lấy được xác các đồng chí ý về chôn dưới này thì tôi trước khi lấy tôi vẫn gọi, để tôi lúc ấy tôi cũng nhiều tuổi hơn anh em. Để tôi trước khi đi cơ bộ đội là tôi đã công tác ở bệnh viện tỉnh Yên Bái là 3 năm, tôi làm ở ngoại sản ở tỉnh Yên Bái là 3 năm mà. Thế nên tôi cũng biết được những cái gì đấy, là thôi thì cũng gọi hồn anh em là hôm nay bây giờ tao đào mày về có gì đấy. Và đem về thế này chôn tôi cũng hô cũng gọi, mày ở đâu về đây, nói rất là thoải mái. Chứ không như các thầy hả, tôi cứ nói là thôi mày ở đâu thôi về đây, giờ mày chôn mày ở đây rồi về đây nhập ở đây, nói thế thật vô tư, thật là dân dã. Thế nhưng mà tôi nghĩ thế cũng là một cái đồng thiên. Vâng, xin cảm ơn chị và các chị. Vâng, cảm ơn. Vâng. Đây là cái đoạn hào mà chúng tôi chiến đấu thì thủ trưởng Xuân, tức là đại đội trưởng Xuân đứng chỗ kia, cái hố bắn ở đây, tôi đứng ở đây. Thì tôi bảo thủ trưởng Xuân là, thủ trưởng ơi đứng đấy cái, thì thấy chớp một cái thì là thủ trưởng Xuân hy sinh luôn. Khi thủ trưởng hy sinh ngồi xuống hào như này cái thì đồng chí Yêu là chạy từ dưới kia lên, thì đồng chí Yêu lấy cái áo trùm vào đầu của đồng chí Xuân, thế mới kéo vào đây. Thì tôi ở đây tôi chạy ra, cái nữa là hai anh em kéo đưa đồng chí Xuân vào hầm cứu thương. Thì lúc đó là đồng chí Xuân đã hy sinh rồi.
Vâng, đồng chí Xuân chết hy sinh ở chỗ kia ạ. Chỗ kia, mày chỉ đi. Chỗ kia. Đó đây là chỗ này. Đấy. Được rồi. Nhưng mà anh cho lại cho hỏi lại là cái ngày giờ mà lúc đó là lúc anh Xuân mất cái chỗ bắt đầu mà lúc anh Xuân mất là tầm độ khoảng 2 giờ đến 3 giờ bởi lúc chúng tôi chiến đấu không xem được đồng giờ giấc như tôi ngày 18. Ngày 18 tháng 2 năm 79. 12 giờ trưa tầm 12 giờ trưa. Không, 2 giờ, 2 giờ đến 3 giờ. 2 giờ đến 3 giờ chiều ấy. Còn lúc trưa, lúc gần sáng ấy, đấy gần trưa thì đồng chí Thanh bị bắn ở đây, cũng bắn đứng cái chỗ kia bị thằng Trung Quốc nó bắn từ trên xiên qua đây. Kia là sân bóng đây này, sân bóng ngay chỗ này. Vâng. Vâng, chỗ sân bóng bởi chỗ này là điểm cao của chúng tôi khống chế sân bóng kia. Đấy. Thì dưới đó là có anh Yêu, anh Kiên, Hoàng Trung Kiên, Dương Trung Kiên là B trưởng ấy thì cũng chiến đấu dưới kia, có anh Thành, anh Vương Thành và anh Thủy, anh Đông là chiến đấu ở khu vực này. Đấy thì sau đó là B2 điều lên là anh Thi mấy lại một số anh nữa thì anh Thi và bị bắn, tức là cũng bị Trung Quốc bắn ở cái chỗ bên trên là bị thương vào đây. Đấy. Đó là cái ngày hôm 18 chúng tôi mất nhiều nhất. Cát. Ông Cát điều quân lên là bị thương hết. Có nghĩa là cái hôm đầu thì cái hôm 17 ấy thì chúng tôi không ấy, nhưng mà sang đến 18 là chúng tôi bắt đầu là bị nhiều nhất. Nhưng mà chủ yếu là do bắn tỉa. Bắn tỉa và bắn thẳng. Vâng. Chứ còn pháo thì chưa không bị. Pháo thì có mỗi một phát nó nổ ở dưới kia, còn sau nó nổ hết về dưới này. Nó cũng có một hai quả xiên H-12 xiên qua đằng này. Đấy, nhưng mà nó sang cái phần bên sau cái đồi này. Đấy, thì còn chúng tôi là cái rông này chúng tôi chạy thẳng xuống dưới kia là có đường hào xuống. Đường hào của chúng tôi đây. Đường hào là cao sâu 1m6, chứ có nghĩa là bằng đầu. Vâng. Đây là đoàn toàn đường hào đây. Vâng. Vâng. Đấy, bây giờ mà anh nhìn này, bây giờ đứng xuống vẫn còn gần ngang đầu đấy. Vâng, đấy, có cần tôi đứng xuống mà xem? Đứng được. Vâng, đây, tôi sẽ đứng xuống cho các anh xem. Đây nhá, đây bây giờ mà còn gần ngang đầu. Đây ạ. Đấy. Đấy, tôi đây. Đấy, cái hố bắn đây. Đấy, thì tôi ra đây để tôi còn theo dõi xem xét ở ngoài này có ai bị thương hay không để còn biết kịp thời để đi băng bó và để lúc đó là cây cối là nó cũng um tùm như bây giờ. Cây cối nó ấy hơn một chút. Nó quang hơn một chút. Vâng. Đấy, cứ nói rất là ấy thì để giới thiệu cho tất cả mọi người biết rằng đây là cả một cuộc chiến rằng co rất là quyết liệt. Hai cái đường hào này tôi đi mấy trung kiên là quốc